Hôm nay, Nightsai sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo phân cảnh gõ chữ trong MV Độ Tộc 2 của MC Gaming nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn đoạn văn vào phần thêm chuyển động, chọn Appear. Sau đó, chúng ta mở bảng quản lý chuyển động. Nhấn chuột phải vào hiệu ứng, chúng ta mở Effect Option. Chuyển chế độ chạy thành By Letter và giảm thời gian xuống 0,1 giây để chuyển động không bị chậm quá. Và đây là kết quả của chúng ta. Đặc biệt, chúng ta có thể mở Effect Option. Chọn âm thanh là Typewriter để chuyển động có tiếng lạch cạch giống như chúng ta đang gõ chữ trong thực tế. Bước kế tiếp, chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng, coi đó là con trỏ văn bản, vào S, kéo thanh cuộn xuống và chọn hiệu ứng Lines di chuyển theo đường thẳng. Chúng ta vào Option, chọn Right để chuyển động hướng sang bên phải. Sau đó chọn điểm đỏ của quỹ đạo, chúng ta kéo về cuối chữ để con trỏ chạy theo đúng độ dài của chữ. Chúng ta nhấn chuột phải vào chuyển động, chọn Whip Previous để hai chuyển động chạy cùng nhau. Như chúng ta thấy, con trỏ văn bản đang chạy quá nhanh so với chữ, chúng ta sẽ phải tăng giảm duration từng chút một cho đến khi hai chuyển động chạy khớp được với nhau như kết quả của mình trong video. Bước cuối cùng, chúng ta sẽ vẽ thêm con trỏ văn bản tương đương với số dòng của đoạn văn. Chúng ta chỉnh quỹ đạo tương ứng như khâu vừa rồi. Đặc biệt, chúng ta nhớ thêm chuyển động biến mất cho các đường thẳng vào thời điểm kết thúc của chuyển động nha. Và đây chính là thành quả của chúng ta. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightsai để sở hữu trọn đời Office 365 cùng bộ công cụ Nightsai ưu việt số 1 Việt Nam, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint.